Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị một căn nhà rất là gần với lại Vinhome Smart City thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì thông số nhà là 34m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng nha mọi người. Thiết kế như thế nào thì mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà với cái ngõ trước nhà 2,5m mọi người nha. Cách với trục đường ô tô đi lại như mọi người có thể quan sát ở kia chỉ khoảng tầm 20m thôi mọi người ạ. Cách với trục đường ô tô đi lại với cái mặt tiền của cái ngôi nhà này thì rất là rộng, mặt tiền 4m4 và với cái hướng nhà là hướng Tây Nam nha quý vị. Thiết kế rất là đẹp, như mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà được chủ đầu tư thiết kế rất là chỉn chu. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là cửa cuốn rất là thoáng. Đó. Này. Ngõ rất là rộng nha mọi người. Ngõ trước nhà ôi phải đến 3m đi mọi người ạ. Đó. Mọi người theo em vào vị trí cụ thể của ngôi nhà. Với cái tầng 1 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm một phòng khách và một phòng bếp. Thì với phần tầng 1 ở đây chủ đầu tư có lắp đặt luôn một bộ bàn ghế sofa rất là đẹp. Như mọi người có thể nhìn thấy đây, rất là rộng. Với cái không gian phòng khách đây. Đó. Thiết kế khá là hài hòa đúng không ạ? Với cái vị trí của cái ngôi nhà này thì rất là gần với Vinhome, nhưng vừa nãy Ngọc Ánh chia sẻ xung quanh đầy đủ tiện ích, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, cách chợ dân sinh nó chỉ khoảng tầm 200m, với nó cách ngã ba biển sắt nó chỉ khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. Và từ vị trí này thì đi ra tới bến xe Mỹ Đình, như Ngọc Ánh đo ở trên Google Maps, ở trên điện thoại, thì nó chỉ khoảng tầm 4,5km thôi. Nói chung đi lại vô cùng thuận tiện. Và thiết kế của căn nhà và cái giá chào bán của căn nhà này thì là 3,25 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái phần ngân hàng thì cái căn nhà này quý vị chỉ phải chuẩn bị khoảng tầm 1,5 tỷ đồng thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng trong vòng 25 năm và tối thiểu là 3 năm với cái lãi suất ưu đãi nhất nha quý vị. Và hòa toàn bộ cái căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về ở ngay theo hiện trạng của ngôi nhà. Quý vị có thể nhìn trên video thực tế là hệ thống trần thạch cao ở đây. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện chỉnh chu đầy đủ. Chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Gạch lát nền thì kích thước là gạch 60-60 vân đá. Cái màu sắc thì rất là nhã nhặn. Toàn bộ sơn chủ đạo, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng nha mọi người. Đây, trần phào cũng như là ở đây xung quanh chủ đầu tư thiết kế trang trí cho mình rất là đẹp. Ngoài ra thì ở phần tầng phòng khách, ngoài bộ bàn ghế thì ở đây có một cái đèn LED nữa mọi người nhá. Đèn LED ở đây nó là quạt đấy mọi người ạ. Đó. Và phần tầng 1 ngoài ra còn có một cái căn phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng mà rất là hợp lý nha. Đây là phần tủ bếp của ngôi nhà. Đó, trang thiết bị tủ bếp chất liệu inox 304, phụ kiện đi kèm. Chậu rửa bát, vòi rửa được thiết kế đầy đủ. Với căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt đã được lắp đặt rồi mọi người nha. Đó. Đó, rất hợp lý. Mặt bếp thì được ốp đá granite và xung quanh bếp thì là được ốp kính ốp bếp. Ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 thì đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với căn nhà này, phía trên tầng 4 đã có bồn nước rồi và phía dưới tầng 1 này có bể ngầm 2 khối 8 nha quý vị. Ở đây, phía phòng khách được ngăn cách bởi một cái vách CNC giữa cầu thang và phía phòng khách đi lên mọi người ơi, đấy. Rất là đẹp. Toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang thì được thiết kế là đá granite và tay vịn cầu thang thì thiết kế toàn bộ là gỗ lim Nam Phi. Vậy cái căn nhà này 4 tầng, tầng 1 thì Ngọc Ánh đã quay review rất là kỹ rồi, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế như thế nào. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 nha. Mọi người ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh. Đây chính là phía phòng ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà mọi người nha. Đó. Trời ơi, nó rất là rộng. Với cái căn phòng ngủ này thì nó phải tầm được 20m² ấy mọi người ạ, hơn 20m. Đó. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài.
Căn nhà này đặc biệt nó là lô góc mọi người nha, lô góc hai mặt thoáng. Bởi vậy nên cửa sổ mở cả hai bên này rất là thông thoáng. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, hướng nhà là hướng Tây Nam. Diện tích thì 34m như Ngọc Ánh chia sẻ. Sổ đỏ đầy đủ rồi nhá mọi người. Tất cả những cái dự án mà Ngọc Ánh quay lên gửi tới quý vị đang xem đều có sổ đỏ đầy đủ, đều có những cái giấy tờ pháp lý hợp lệ để hỗ trợ quý vị vay vốn ngân hàng. Đây, phòng khách rất là rộng, vuông vắn, mặt tiền của ngôi nhà thì 4m4 cho nên rất là thoáng nha. Phía trên tầng 2 đây, chủ đầu tư cũng có thiết kế cho mình đây. Đó, một cái vách ốp mọi người ạ, giả gỗ thôi, rất đẹp. Và trên tầng 2 cũng vậy, toàn bộ gạch lát nền thì kích thước là 60-60, cũng có hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng âm trần. Nói chung khá là hài hòa, quan trọng nhất là cái vị trí nhà mọi người ạ. Vị trí nhà thì nó đi lại rất là thuận tiện, gần với lại trung tâm. Cửa thông phòng đây mọi người ạ. Cửa thông phòng được thiết kế là cửa gỗ. Ngoài ra phía tầng 2 này thì còn một phòng vệ sinh khá là rộng. Đây, có hẳn cabin tắm riêng mọi người ơi. Đó, và có hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này. Phòng tắm này rất rộng nha mọi người, có cửa thông thoáng ra phía bên cạnh, đầy đủ hệ thống bồn cầu liền khối này, đủ đầy đủ thiết bị vệ sinh, bàn đá lavabo rất là đẹp, hệ thống nước đã được lắp đặt đầy đủ rồi nha mọi người. Đó, đây mọi người có thể tưởng tượng ạ. Đó, nhà vệ sinh rất là rộng nha mọi người, rất là hài hòa. Với tầng 2 thiết kế một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh, hành lang đi vào cũng thế mọi người ơi, rất là rộng nha, hành lang đi vào phải tầm 1,5 m mọi người ạ. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Vậy thì tầng 2 thiết kế như thế, tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau mọi người ạ. Tầng 3 này thiết kế nó hơi khác so một chút với tầng 2. Tầng 3 thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. 2 phòng ngủ ở đây mọi người có thể vào khám phá cùng em. Đây, căn phòng ngủ này, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên cạnh này. Đây, rất là đẹp. Như vậy căn nhà này lên trên tới tầng 3 đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi. Toàn bộ cửa thông phòng đây, phòng ngủ nào cũng được lắp đặt sẵn sàng trần thạch cao, hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa rồi nha mọi người. Đó, với cái căn phòng ngủ này thì nó hơi nhỏ một chút so với phía dưới tầng 2 mọi người ạ. Và có một căn phòng ngủ nữa ở phía mặt trước của cái ngôi nhà này, thông thoáng. Đó, đây mọi người có thể quan sát luôn, ống chờ, dây chờ, điều hòa được chủ đầu tư lắp đặt sẵn sàng hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Quá là hợp lý với cái vị trí này, nằm ở trên mặt ngõ, lô góc hai mặt thoáng, cách với đường ô tô chỉ 20m thôi mọi người ạ. Đi lại quá là thuận tiện, cách với lại mặt đường chính Tây Mỗ nó chỉ khoảng tầm 150m thôi. Ngoài ra phía tầng 3 này còn có một nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh này thì thiết kế nó khác biệt hơn một chút so với tầng 2. Tuy nhiên đây mọi người có thể nhìn thực tế đây, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài đây này mọi người này. Đấy, hệ thống bồn cầu này, hệ thống sen cây này, đấy, vắt khăn giàn này, nói chung quá là hợp lý, chỉn chu với một cái căn nhà như thế này mọi người nha. Đây là tầng 3 rồi, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh quên không chia sẻ với mọi người là tất cả các hướng đi lên cầu thang ở phần ô cầu thang đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài nha mọi người nhá. Cái căn nhà này ngập tràn ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong ngôi nhà ấy, cảm giác đi vào trong cái ngôi nhà này nó rất là thoáng mọi người ạ. Và trên tầng 4 của ngôi nhà này thì được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ và một sân phơi. Thì đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây mọi người nha. Đó, riêng cái không gian căn phòng thờ này thôi mà cũng có 2 cửa sổ hướng ra rất là thoáng. Và phần còn lại là phần sân phơi rất là rộng. Đây như mọi người có thể nhìn thấy phần sân phơi đây. Đó, rộng thênh thang mọi người ơi, rất là đẹp, rất là thoáng. Với căn nhà này thiết kế vô cùng hợp lý, 3 phòng ngủ riêng.
3 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Từ vị trí của cái căn nhà này thì như Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ đầu video rồi, nó rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, rất là gần với trục đường chính Tây Mỗ. Nói chung từ vị trí này mà đi ra tới trung tâm, ví dụ như kiểu là đi ra tới bến xe Mỹ Đình ấy mọi người, thì nó chỉ khoảng tầm 4,5 cây thôi. Vậy thì quý vị nào muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, vui lòng bóc máy lên gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá, 0983 013 403, hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.